Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa nhận quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư ngành khoa học an ninh năm 2023 tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Học viện Cảnh sát Nhân dân vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ngành khoa học an ninh năm 2023. Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Ngành Khoa học An ninh, chủ trì buổi lễ. Dù buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đại diện lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao, lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ, Cục Đào tạo, Bộ Công an, Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm các chức danh giáo sư phó giáo sư là chủ trương lớn quan trọng của đảng và nhà nước nhằm xây dựng bồi dưỡng sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành chủ chốt trong các cơ sở đào tạo nghiên cứu theo chuẩn quốc gia dần tiệm cận chuẩn mực của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới chủ trương này cũng tạo cơ sở để xác định vai trò trách nhiệm và phương hướng phấn đấu cho cán bộ khoa học giáo dục đồng thời là cơ sở đề xuất và thực hiện các chính sách chế độ sử dụng đãi ngộ đối với đội ngũ tri thức có trình độ uy tín cao. Trước đó, ngày 20 tháng 11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước chính thức công bố quyết định đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 đối với 630 nhà giáo, gồm 58 giáo sư, 572 phó giáo sư, trong đó ngành khoa học an ninh có thêm một giáo sư và 13 phó giáo sư được công nhận. Căn cứ quyết định số 37 trên 2018 quy đề TTG ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã tiến hành các thủ tục để xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 đối với các cá nhân nêu trên. Tính đến thời điểm hiện tại, Học viện Cảnh sát Nhân dân có 2 giáo sư và 44 phó giáo sư. Thay mặt hội đồng giáo sư ngành khoa học an ninh, trung tướng giáo sư tiến sĩ Trần Minh hưởng, chủ tịch hội đồng, đã gửi lời chúc mừng các tân giáo sư và tân phó giáo sư, đồng thời mong muốn các nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tiếp tục đóng góp sức lực trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của ngành công an nói chung và học viện cảnh sát nhân dân nói riêng phát biểu tại buổi lễ, chánh án Toán nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình bày tỏ xúc động và vui mừng khi được nhận quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư tại Học viện Cảnh sát nhân dân, cơ sở giáo dục đào tạo trọng điểm của ngành công an, nơi ông đăng ký làm công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Tân giáo sư Nguyễn Hòa Bình cũng cho biết, đây thực sự là niềm vinh dự cho cá nhân ông, cho gia đình và là cơ hội tốt để ông tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học.